Xin chào các con, hôm nay cô sẽ quay lại và kể cho các con nghe câu chuyện có tựa đề Vịt con xấu xí. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một cô vịt mẹ đang ấp trứng, hồi hộp chờ đến ngày được gặp những đứa con yêu quý của mình. Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến. Từng quả trứng đã bắt đầu nở ra và những chú vịt con xinh xắn, đáng yêu lần lượt nhảy ra ngoài. Tiếng vịt kêu cá cá. Vịt mẹ vui lắm nhưng vẫn còn một quả trứng lớn nhất ở trong ổ vẫn chưa nở. Thế rồi, vịt mẹ phải nằm xuống tiếp để ấp trứng. Bác vịt già đi ngang qua hỏi vịt mẹ: "Này, cô đang làm gì ở đấy thế? Con của cô đã nở hết chưa?" Vịt mẹ trả lời: "Dạ, vẫn còn một trứng chưa nở chị ạ." Bác vịt già bèn đi tới xem quả trứng và nói: "Quả trứng to thế này, chắc chắn không phải là trứng của cô đâu. Không chừng lại là trứng của gà tây đấy." Thế rồi vịt mẹ nghe lời bác vịt già nói thì đành bán tin bán nghi. Bác vịt già lại nói: "Tốt nhất là cô cứ mặc kệ nó, mau đi dậy và dạy lũ con của mình bơi lội đi." "Không, tôi nhất định phải ở đây." Nói xong, vịt mẹ lại nằm xuống cái ổ của mình. Vài ngày trôi qua, quả trứng cuối cùng cũng nở. Con vịt này vừa to vừa xấu quá đi. Vịt mẹ nhìn đứa con của mình rồi thốt lên: "Chẳng lẽ nó đúng là con của chị gà tây?" Vịt mẹ bắt đầu nghi ngờ. Ngày hôm sau, vịt mẹ dẫn các con của mình đến bờ ao. Vịt mẹ nhảy xuống ao, rồi các con vịt con lần lượt theo sau. Riêng chú vịt con xấu xí cũng theo các anh chị nhảy xuống ao và bơi lội. Vịt mẹ nhìn thấy thế, nghĩ bụng: "Ồ, tốt quá rồi, nó biết bơi kìa, vậy là không phải con của chị gà tây." Thế nhưng một việc không mong muốn lại xảy ra trong gia đình nhà vịt. Đó là các anh chị vịt thấy vịt con xấu xí quá nên suốt ngày chế giễu nó, gọi nó là vịt con xấu xí. Thế rồi vịt con luôn bị anh chị bắt nạt. Cứ nhìn thấy nó ở đâu là chúng lại đuổi đánh, mổ nó tới tóc. Ngay cả cô bé chủ nhà thường cho vịt ăn, nhìn thấy con vịt con xấu xí cũng đá nó sang một bên chỉ vì nó quá là xấu xí. Chú vịt con tội nghiệp, chỉ còn cách trốn vào trong góc tường, khóc tấm tức một mình. Một ngày nọ, nó quyết định bỏ nhà ra đi. Trời thì đang tối, nó đến một cái đường đầm lầy. Dưới đầm có rất là nhiều vịt trời đang bơi lội. Vịt con vừa nói vừa mệt, nằm xuống bãi cỏ và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, các chú vịt trời phát hiện ra vịt con xấu xí. Chúng bay đến chào hỏi người bạn mới. Vịt con liền kể cho chúng nghe câu chuyện của mình. Chú vịt đầu đàn tỏ vẻ thông cảm nói: "Bạn rất xấu xí, nhưng chúng tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu. Bạn có thể ở cùng với chúng tôi." Thế rồi, vịt con xấu xí ở lại đầm lầy với đàn vịt trời mấy ngày. Một hôm, vịt con xấu xí đang bơi lội với các bạn vịt trời, thì có hai chú chim nhạn bay ngang qua. Bỗng nhiên, có tiếng băng băng vang lên. Hai chú nhạn rơi xuống bụi sau sậy.
Hóa ra chúng bị trúng đạn của bác thợ săn. Vịt con xấu xí sợ quá, khóc òa lên, không dám ở lại đây nữa. Thế là nó chào các bạn vịt trời và lại bắt đầu quãng đường lưu lạc của mình. Chập tối, nó nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà có một bà lão sống cùng với một chú mèo và một chị gà mái. Vịt con chạy đến và hỏi: "Bà ơi, cháu có thể ở lại nhà bà không ạ?" Vịt con xấu xí mạnh dạn hỏi như vậy. Mắt bà lão rất kém nên bà cứ tưởng tượng đó là một con gà mái béo. Bà nghĩ bụng: "Trời ạ, cuối cùng thì mình cũng có trứng để ăn rồi." Vì vậy, bà lão vui mừng nói: "Tất nhiên là được." Thế nhưng 3 tuần trôi qua mà nó vẫn chưa đẻ được quả nào. Vịt con xấu xí đành phải rời khỏi nhà bà lão mà ra đi. Lần này nó đến một cái hồ nước. Khi mặt trời vừa mới ló rạng, có một bầy thiên nga xinh đẹp từ trong khu rừng nhỏ gần đó bay đến. Vịt con thốt lên: "Trời, đây là chim gì thế nhỉ? Sao đẹp quá vậy? Mình chưa bao giờ được nhìn thấy loài chim nào đẹp đến như vậy." Nó thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó mình cũng trở nên xinh đẹp như thế thì là tuyệt biết bao. Một lúc sau, bầy thiên nga lại bay đi mất. Không bao lâu sau, mùa đông đã đến. Nước trong hồ bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt. Vịt con chỉ còn cách bơi qua bơi lại liên tục để không bị lạnh cống. Thế rồi một hôm, nó tìm thấy một đống cỏ khô và trốn ở trong đó suốt cả mùa đông. Cuối cùng, mùa xuân cũng tới. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất. Những chú chim sơn ca bắt đầu lên tiếng hót líu lo chào mùa xuân về. Bấy giờ, vịt con xấu xí lại nhìn thấy có 3 chú chim thiên nga bay tới. Nó mừng rỡ, dang đôi cánh và đập thật mạnh xuống đất. Bỗng nhiên, nó cảm thấy đôi cánh của mình khỏe hơn lúc trước rất nhiều. Thế nhưng, những chú thiên nga đã bay xa lắm rồi. Nó không còn đuổi theo kịp nữa. Chỉ biết nhìn theo và thầm nghĩ rằng, nếu như mình cũng xinh đẹp như họ thì thật là tốt biết bao. Nghĩ đến đây, nó lại cúi đầu ủ rũ và đi xuống hồ. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy trên mặt nước hiện lên hình ảnh của một chú thiên nga trắng vô cùng xinh đẹp. Đúng vậy, đó chính là chú thiên nga trắng mà nó hằng ngưỡng mộ. Những cô cậu bé đứng chơi bên hồ đều chỉ vào nó và khen rằng: "Nhìn kìa, chú thiên nga trắng mới đẹp làm sao." Vịt con xấu xí kinh ngạc khốt lên: "Trời, thì ra mình không phải là một chú vịt xấu xí mà chính là nàng thiên nga xinh đẹp." Câu chuyện của cô đã xong rồi. Bây giờ cô sẽ trò chuyện cùng các con nhé. Lúc đầu, vịt con xấu xí nên không ai yêu quý cả. Nhưng khi trưởng thành, vịt con xấu xí lại biến thành một chú chim thiên nga xinh đẹp. Bởi vậy, khi đánh giá một con người, chúng ta không nên chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của người ấy mà đánh giá. Không nên dựa vào những gì mình thấy trước mắt. Vì rất có thể khi các con nhìn như vậy thì bây giờ họ chính là chú vịt xấu xí, nhưng sau này trẻ sẽ trở thành nàng thiên nga trắng vô cùng xinh đẹp. Câu chuyện vịt con xấu xí đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy nhớ ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những bài học từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.